で今日の試合に対して満足はされてますか？満足か、うん、嬉しい気持ち、あとはほっとしている気持ちはあります。ただ、まあ、勝っても負けても今僕たちはチーム作りの段階ですので、はい、まあ、満足までは言ってないかもしれないですね。Về cơ bản là tôi cảm thấy rất là được cảm thấy thoải mái. Nhưng mà bây giờ cái đội tôi vẫn đang trong cái quá trình mà để thành lập nên một cái đội có thể chơi với nhau tốt hơn. Nên là tôi cảm thấy hài lòng. Cái gì ông chưa hài lòng được đâu này? Mặc dù nó chia nhau thì vẫn という点がございますか？たくさんありますよ。納得ございません。先ほど言ったように勝っても負けてもチーム作りの段階っていうのはもういろんなことを試合で確認をして、そしてそれをもとにまた練習に取り組んでという繰り返しをするので、皆さんが思うよりも勝ち負けに、勝った負けたにあまり影響されないことが大事だというふうに思っています。ですので、まあ、全般的に今日は良い試合だったとは思っています。しかし、まあ、失点もありましたし、得点をもっとたくさん取りたかったですし、それはもっとできるというふうに思っています。nhìn chung thì tôi đánh giá trận đấu ngày hôm nay rất tốt, nhưng mà có một điều tôi rất là nuối tiếc, đó là đội tôi bị ghi một bàn, ghi vào lưới bị thủng lưới một bàn. Tất nhiên là cái chuyện mà thắng thua ở trong những cái trận đấu như này thì là chuyện khó tránh khỏi. Và thông qua những trận đấu dù thắng hay thua thì tôi cũng muốn thông qua đấy để có thể là nhìn ra được những cái các bạn ấy chưa làm được, các bạn đã làm được, và có thể mà thông qua đấy để cải thiện ở trong những cái buổi tập. Ở trận đấu tới chúng ta sẽ tới làm khách trên sân của đội bảng xếp hạng Nam Định. Ông nghĩ nào ở thời điểm hiện tại sau khi đã có được chiến thắng trước của đội Minh Đền rồi, nghĩ nào về thế trận hay chỉ sắp tới không?次の試合がその周囲の南部、トップ1の南部のとの試合ですので、それに対してどう思ってますか？まだ考えてないです。cái trận đấu mà sắp tới thì tôi vẫn chưa có suy nghĩ gì nhiều。で、なんていうんですかね。何度も言うようですけども、今僕たちはチーム作りの段階で、これまでとは全く違う、全くじゃない、これまでは少し違う、モデルのプレーを今選手たちに伝えてやっていたもらっているところですので、相手チームっていうのは正直あんまり関係がないんです。で、勝ち負けというものも、まあ、大事ですけども、あまり大きく左右されてはいけないものだというふうに思っています。大事なことは着実にチームを作っていくということ、そして選手たちが成長していくということ、それが大事だというふうに思っています。thì về cái trận đấu sắp tới thì không chỉ Nam Định mà tất cả những đối thủ thì thay vì quan tâm nhiều đến đối thủ, tôi tập trung quan tâm về cái đội của tôi hơn. Tôi dành nhiều thời gian để quan tâm là luyện tập cho các bạn, vì là tôi đang cố gắng tạo ra một cái lối chơi nó khác một chút so với cái đội của tôi trước đây, thế nên là tôi dành nhiều thời gian hơn, cũng như là dành nhiều tâm huyết hơn để tập trung vào xây dựng đội của tôi. Hôm nay không thấy Tuấn Hải ở trong đội hình chính cũng như là trong danh sách đăng ký, thì ông có thể bật mí lý do? 今日Tuấn Hải選手がベンチも入れなくて試合も出なかったんですが、その理由は教えていただけますかと。なんかこの前賞をもらったようなのでご褒美です。Thì vừa rồi bạn ấy có nhận được quả bóng bạc, thế nên là cái trận ngày hôm nay thì là một cái phần thưởng tôi dành cho bạn ấy. Còn trường hợp của Hùng Dũng thì sao? Hùng Dũng hôm nay cũng không được đăng ký và mới chuyển ngay. Hùng Dũng trên chiêu này cũng như vậy, tôi cũng như vậy. Hùng Dũng thì 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 tôi vẫn chưa nghĩ ra một cái câu chuyện gì đấy nó thú vị cho bạn Hồng Dũng ạ. Hai người đều
大事を取って、大事を取ってわかる。大事を取ってわかる。なんていうのかな。大事を取って、なんて言ったら、じゃあ、大事を取って、無理をさせずに、今日は試合を回避したというところです。thì liên quan đến trường hợp của bạn Hùng Dũng thì tôi cũng không muốn là để cho bạn ấy phải quá tải trong cái trận ngày hôm nay. Đây thì sao trong đội của ông thì cũng chỉ có hai cầu thủ ngoại thôi, chỉ có rất là nhiều cầu thủ đội Việt Nam thì theo ông thì các cầu thủ Việt Nam thì có phù hợp với cả cái lối chơi kiểm soát bóng và mang bật nhỏ hay không, và ông cũng đã có thời gian tập luyện nhất định cùng các cầu thủ Việt Nam và chơi một số trận thì trình độ các cầu thủ Việt Nam có thể sang Nhật Bản đá được không, và nếu có thể thì nên bắt đầu từ giải đấu nào của Nhật Bản? Để chia sẻ một cái kiểu mà ngoại quốc nhân viên chơi golf tại Sky nói về ほとんどベトナム人だったんですが、まあ、ベトナム人はそのコントロールができる、プレイプレイスタイル、可能ですか、それと、ベトナム人のレベルはその日本の、サッカーとかあの可能ですか、もうその競争力が可能ですか、それとももし可能で乗りあればどのリックから、入った方がいいですかって、質問です。サッカーの世界というのは非常にいいグローバルで競争力があって非常に厳しい世界です。で、日本のリーグというのはもう日々のプロフェッショナリズム、分かるかな、プロフェッショナルとして生きるということに対する、競争というのが非常にいい高いレベルで行われています。それに対して、そういう厳しい環境に、入っていく覚悟があるんであれば、選手の持っている能力というものは十分に可能性があるというふうに思っています。ただ一番大事なのはそのプロフェッショナリズムですね。そこの覚悟があるかどうか、それがなければかなり難しい。あれば可能性はあるというふうに思っています。ただまあリーグというのは僕が研究することではないですけども。まあ、一番最初に J1 から入るというのは難しいというふうには思います。ですので、J2、J3 もう十分にレベルが高いので、まあ、そういうところでまずはその日本のサッカーの中に慣れるということが大事かなというふうに思います。tôi cũng có xem và tôi đánh giá những cái cầu thủ ở Việt Nam thì cũng chất lượng khá là tốt. Những cầu thủ ở Việt Nam thì hoàn toàn có thể đủ sức để có thể duy trì cái lối chơi kiểm soát bóngvà ban bật nhỏ. Còn đối với cái giải Nhật Bản thì bên Nhật Bản thì trình độ là tương đối cao. Các cái giải tổ chức ở Nhật Bản thì cũng tương đối là khắc nghiệt. Thế nhưng mà tôi thấy là cái trình độ của những cái cầu thủ người Việt Nam hoàn toàn có thể chơi được ở bên đó. Nhưng mà phải với một điều kiện là các bạn phải chuẩn bị tinh thần sẵn cho những cái trận đấu là chắc chắn sẽ khắc nghiệt ạ. Chỉ cần các bạn chuẩn bị tốt cái tinh thần là mình sẽ phải tham gia một trận đấu rất khắc nghiệt thì các bạn hoàn toàn là có khả năng.Tôi thì về những cái giải của Nhật thì tôi nghĩ là cái việc tham gia vào cái giải hạng 1 của Nhật Bản nó sẽ rất là khó. Thế nhưng mà chúng ta có thể tham gia vào những giải hạng 3 hoặc hạng 2 để có thể học hỏi và dần dần phát triển. ただ付け加えると大事なことは J リーグに誰が入れるかということよりもやはりこのベトナムのリーグをもっと高いレベルにしていくということが何より大事だというふうに思います。で、それのためにはやはり今日雨に濡れてピッチが非常に濡れてボールが走る状況になりましたけれども、最低限今日のようなグラウンドで毎試合試合が行われて、そして今日うちの選手たちが見せてくれたような非常にいい質のサッカーを毎試合続けていくということ、それが徐々に日本のサッカーに近づいていくことにな、日本もしくは世界のサッカーに近づいていくことになると思うので、まあ今日はその一歩を選手たちが見せてくれたというふうには思いますが、これを続けていくことだと思います。Thì với tôi cái việc mà đi sang Nhật để tham gia những giải với Nhật thì nó có một điều còn quan trọng hơn, đó là các bạn hãy cố cải thiện cái giải vô địch quốc gia của Việt Nam thông qua những việc như là ví dụ như sân hôm nay trời mưa mặt sân rất là ướt, làm cho những cái đường truyền nó chất lượng nó rất tốt, thì chúng ta hãy cố gắng là cải thiện những cái sân bãi
làm sao cho những cái trận đấu nó thực sự có chất lượng và làm cho cái nền bóng đá trong nước chúng ta phát triển. Và tôi nghĩ là nếu mà chúng ta cố gắng cải thiện sân bãi, nền bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và có thể là tiến dần đến cái nền bóng đá của Nhật Bản. Câu hỏi nữa cho thầy là ông là một trong những cái ví dụ về đi lên bóng đá chuyên nghiệp từ khi thi đấu từ các đội, từ phổ thông trung học và sau đấy là trường đại học của Nhật Bản. Thì đây là một chính sách phát triển của Nhật Bản để có thêm nhiều cái tài năng bóng đá hơn để thi đấu chuyên nghiệp. Thì theo ông thì đây có phải là cái yếu tố then chốt mà Việt Nam đang thiếu để có thêm nhiều nguồn cái cầu thủ tài năng ngoài những cái trung tâm tài năng của các câu lạc bộ hay không? で岩政さん自身がそのポロフェスの選手になれる経路っていうのが高校生で大学生でからこうこうなってきた、まあ、そういう労働が歩いてきた ベトナムではそういうちゃんと労働その高校生大学生までの労働が、足りていないですかと、そうですね、育成環境に関しては僕はそんなにまだ情報がないのでここで皆さんにお話しできるほどことあほどお話しできるほど、の知識がないというところがあります。ただ僕が今このトップリーグ V リーグの監督をやらせていただくこの立場から言えることというのはやはりリーグの質ですね、サッカーの質を上げるということが非常に大事です。日本に行ったり他のリーグに行ってびっくりして全然違う質のサッカーをやらされる状況にならないようにね、ベテランの選手たちがこのリーグの中でも、まあ、今の世界で行われているサッカーに 近いサッカーを展開して毎週毎週試合をするということが彼のレベルアップにつながるので、まあ、それをそうですね、うちのチームも今日はグラウンドが良かったから良いですけども、先週のようなグラウンド悪いピッチの中でも今日のような質のサッカーができるようなほどの質が出せるように練習したいなというふうに思ってますけど。Tôi mới sang Việt Nam thì cũng chưa có nhiều kiến thức về cái khâu đào tạo của nền bóng đá Việt Nam nên tôi cũng không thể nói trước được cái điều gì ở đây. Thì chỉ có một điều mà tôi muốn nói ở đây, có thể nói được ở đây đó là chúng ta thực sự cần phải cải thiện cái giải V-League của chúng ta làm sao cho chất lượng nó được nâng lên cũng như là trình độ nó được nâng lên làm sao để có thể bằng được với những cái các nền bóng đá phát triển. Thì như tôi vừa đã chia sẻ đó là chúng ta thực sự phải cải thiện một cái chất lượng sân toàn thể, về mặt toàn thể để có những trận đấu ví dụ như sân hôm nay rất là đẹp, trận đấu cái trận đấu chất lượng trận đấu rất là tốt. Thì cái điều mấu chốt ở đây là chúng ta cần phải cải thiện cái nền bóng đá trong nước.